Vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, một blogger người Trung Quốc tung tin Thái Tử Khôn có mối quan hệ tình cảm với một cô gái họ C hơn anh 9 tuổi. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chấn động là việc Thái Tử Khôn sau khi nghe tin bạn gái mang thai thì yêu cầu cô đến bệnh viện phá thai một mình. Bất ngờ hơn thì mẹ của anh vì nghi ngờ cô C lập mưu tống tiền con trai mình nên đã lên kế hoạch theo dõi và lắp đặt trái phép camera theo dõi cô. Chính vì thế, từ một câu chuyện riêng tư trở thành vấn đề bị pháp luật can thiệp. Ngay sau đó, tin tức được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội trong nước lẫn nước ngoài, khiến giới báo chí châu Á có một phen nháo nhào vì scandal của trang đỉnh lưu họ Thái. Cái tên Thái Tử Khôn cũng vì vậy mà chiếm sóng hầu hết các mục hot search Weibo. Đến hiện tại thì Thái Tử Khôn lẫn phòng làm việc của anh vẫn tiếp tục giữ im lặng trước ồn ào tình cảm này. Điều đáng chú ý nhất trong scandal lần này có lẽ chính là việc Thái Tử Khôn không những không vì bê bối tình ái mà mất fan, ngược lại còn tăng fan. Anh hiện đã có thêm khoảng 6.000 follow trên tài khoản Weibo. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, vì sao cùng là scandal về đời tư cá nhân mà Trần Phi Vũ bị thoát fan nhiều, còn Thái Tử Khôn thì không, trong khi scandal của Thái Tử Khôn tính chất nghiêm trọng hơn. Thái Tử Khôn lựa chọn phản ứng lạnh để sự việc dần chìm xuống, phong ba cứ như vậy đi qua một cách dễ dàng. Các icon cho rằng đó là sự khác biệt giữa một bên có bằng chứng rõ ràng và một bên là bị hack. Mới đây thì có thông tin Thái Tử Khôn đã mất bia Cosmo, đây là bia cho sinh nhật, một số thương hiệu cũng đã ngưng hợp tác với cậu ấy. Điều mà dư luận quan tâm lúc này là Thái Tử Khôn không lên tiếng sau những cáo buộc vi phạm đạo đức thì như vậy liệu có thể hoạt động tiếp bình thường hay không? Phải chăng sau này nếu vi phạm đạo đức mà không vi phạm pháp luật thì chỉ cần im lặng là coi như xong chuyện? Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tóc Xa Hoa. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những tin tức mới nhất của chúng tôi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!